Hi, xin chào các bạn, và ngày hôm nay Quyền xin review một cái con đến từ Realme. Đây là con điện thoại là Realme C21i phiên bản 464G nha các bạn nha. Đây là con Realme C21i đây, phiên bản 464G. Chết rồi, bấm nút tắt rồi. Đây, có giá là 3.990.000 và đang hỗ trợ trả góp không lãi tại điện máy xanh Thế Động các bạn nha. Bên cạnh đó các bạn mua máy còn tặng thêm phiếu mua đồng hồ giảm 40% luôn. Quyền sẽ điểm qua thông số kỹ thuật cho các bạn xem. Màn hình của máy này là 66.5 inch, độ phân giải là HD Plus, sử dụng con chip là T6108 nhân, đó, RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Về mặt sau thì camera nó sẽ có 3 camera như thế này, cam độ phân giải lần lượt là 13 megapixel và 2 camera còn lại là 2 megapixel. Mặt sau thì nó trang bị cảm biến vân tay này các bạn, nằm ở mặt sau như thế này, và cái mặt lưng nó là nhám nha các bạn nha, đó, xước xước gì đó, nó có những vết vân vân như giống vân tay mình vậy đó, nó chống chày, hạn chế chày xước. Và lo nó nằm ở dưới đây, kế cái logo à, mặt lo thì nằm mặt lưng. Phía trước thì có camera trước, độ phân giải là 50 megapixel, và con này nó trang bị một cái viên pin là 5000 mAh và có hỗ trợ sạc 10W. Đây, phía dưới là jack 3.5 và mic thoại và lo. Mic thoại thôi bạn, lo nó nằm ở phía sau, hai con này dời lo mới nằm phía sau. Bên cạnh phải thì nó có nút tắt nguồn, nút nguồn và tăng giảm âm lượng. Bên trái thì có khay lấy sim nè, có chỗ lấy sim. Cạnh trên thì chống bơ chống quét. Rồi, con này thì màu xanh ngọc. Đó là ok. Con máy này thì có giá là 3.990.000 thôi các bạn. Các bạn có thể trải nghiệm tại Thế Động điện máy xanh gần nhất các bạn nha. Còn nếu mà khu vực nào mà đóng cửa thì các bạn có thể chạy qua khu vực khác mở cửa mà coi nha. Rồi, con máy này thì Quyền cảm thấy nó cũng khá là ok đó. Trong phân khúc giá này thì cũng rất là ok. Cầm thì trong tay nó cũng không quá to quá nè các bạn. Các bạn thấy Quyền cầm không? Nó không quá to lắm. Đó. Thấy không? Ok nè. Nè, cầm khá là ok. Con máy này thì nó có hỗ trợ trả góp không lãi luôn. Đó. Thì mình trả trước 30%, trả trước khoảng 1.197.000. Đó, góp mỗi tháng là 709.000. Tổng con trả trước và góp hàng tháng là 4.33.000, góp 4 tháng các bạn nha. Rồi, như vậy thì Quyền vừa review xong cho các bạn xem con Realme C21i phiên bản 464G. Rất mong sẽ mang lại hữu ích cho các bạn, và bạn nào đang tìm hiểu về con này cũng có thể nên mua nó. Cũng được. Con này cũng khá là nhẹ, không quá nặng. Các bạn nào đang tìm hiểu thì đây là một video tham khảo chi tiết cho các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau. Bye bye các bạn nha.